Chào mọi người nhá. Hôm nay thời tiết nó oi nóng quá nên là anh em tôi không đi nấu ăn nữa. Hôm nay tôi sẽ làm một cái trò đùa nhá, để thử lòng người đi đường. Tôi sẽ đánh rơi đồng 200.000 này nhá, để thử lòng người đi đường xem ai nhặt được không nha các bạn nhá. Đừng xem sẽ như thế nào nhá. Bây giờ anh em chúng tôi chuẩn bị đấy các bạn. Bây giờ tôi sẽ sang bên kia đấy các bạn. Có vẻ như chưa có ai nhìn thấy mọi người ạ. Có vẻ như mọi người vẫn chưa ai biết các bạn ạ.
nhau tin. Vừa có một người các bạn, họ tìm anh đây rất là lâu. Bác sĩ hát thì vẫn hỏi đây mà không bắt kiểm tra. Đây buộc lại các bạn, anh người đi tìm rất là lâu. Sao hỏi cái gì nó không nói. Không chơi lắm xe. Thế là băng tiền ra. Con cháu tiền của con cháu à. Tên của con cháu. Tên của con cháu một là trong lốp xe. Tiền của bọn cháu à. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.